Dạ vâng, em Hồng âm thanh báo xin kính chào toàn thể tất cả bác và toàn thể tất cả anh em. Thì tiếp tục cái video ngày hôm nay thì bên em có về được là một sản phẩm rất là gấu của hãng American Audio, con mã là V4000 Plus. Tại dòng này bên em cũng bán rất là nhiều cho tất cả bác rồi, và dòng này là dòng cực kỳ là khủng nha bác nha. Thì em tiến về được một con hàng rất là đẹp, long lanh cho tất cả bác để các bác chơi. Đó, hàng bên em thì đây các bác nhìn thấy là hàng còn cực kỳ đẹp nha, cực kỳ đẹp. Ở bên Audio V4000 Plus là dòng cái dòng đánh cấp, dòng nâng cấp của đời 4000, và là dòng đái hai kênh cho chất âm cực kỳ là hay của hãng American. Với hai chiếc áp hai bên, này là công tắc nguồn và đây là cái dãy đèn tín hiệu nha, dãy đèn tín hiệu mà là dính keo nha bác nha, dính keo. Đó, hàng này còn cực kỳ đẹp và nguyên bán cho cao bác luôn. Đó, nắp lưng, từ nắp lưng cho đến là bên hông này. Đây các bác, quay cho các bác xem luôn về cái phía trước và phía sau của sản phẩm. Phía sau nó thì đường tín hiệu thì nó sẽ gồm đường là jack bắp chuối Martin và đường New Chick. Đấy, bắp chuối Martin và đường New Chick nha. Ở đây các bác thấy là nó còn nguyên là cái trạm lo này, là còn nguyên cái lớp bên ngoài luôn. Các bác muốn chơi bắp chuối thì các bác gỡ miếng này ra. Đó, gỡ miếng này ra nha, để ghim được bắp chuối vào. Các bác muốn chơi Martin thì các bác vặn ra như thế này. Đấy, cái này để về nó còn nguyên xây hết, chưa mất mấy nào luôn. Cả bốn chạm lo như thế này. Còn đây là cầu chì rất là to, cầu chì đây. Đường tín hiệu vào á thì nó sẽ gồm là đường ba lăng và đường 6 ly. Còn ở cái con đái này thì nó sẽ có cái phần mà đánh sấp cho tất cả bác nha. Ở đây là phần đánh sấp riêng biệt từng kênh này. Đó, đây là volume cách sấp, chiếc áp cách sấp. Còn các bác, đây là chính sang chế độ đánh nomad là chế độ đánh sấp T. Đó, còn ở đây kênh 1 và đây kênh 2. Ở đây cũng thế. Thì các bác muốn đánh kênh 2 qua sấp, các bác gạt qua sấp và cách sấp ở đây. Đó, còn nếu mà ở sang 1 thì các bác muốn đánh qua sấp thì gạt cách sấp ở đây. Cái con này nó thuận tiện cho tất cả các bác như thế này. Nếu mà các bác một kênh mà các bác muốn sử dụng đánh sấp, còn một kênh chúng ta đánh lo full thì nó rất là dễ dàng. Thì kênh bên ví dụ như kênh bên một chúng ta sẽ gạt đánh sấp, còn cái kênh bên hai chúng ta sẽ gạt đánh lo full, là chuyển sang chế độ nomad thì nó rất là ok. Và con này công suất nó cực kỳ là khủng. Đây, điện là 100V và công suất là 4800W nha bác nha. Chơi xuống tới là 2 ohm. Đó, nên là các bác ghép lo thoải mái luôn, không sợ chơi kháng nó. Hàng đẹp, gấu và khống, và cũng như là có rất nhiều chức năng chế độ khác nhau. Rồi đây các bác, thì em sẽ cho tất cả các bác xem cái nội thất phía bên trong của chiếc đài Audio American này. Đó, thì đây là hai bộ mặt thiết kế của chiếc đời này. Và chạy là chạy sò Toshiba với là 2 4 6 8 9, 9 với 9 là 18, là 36 con sò Toshiba đen nhẹ mắt nha. Và tăng phô nó là tăng phô đôi tổng lên nhau, một tăng phô dưới và một tăng phô trên. Đó, nhìn nó rõ. Đó, phía dưới này là những cái con tụ của nó. Tụ của nó thì rất là to và nhiều nha mắt nha. Yeah, nó khúc ở dưới này em không đếm hết được cho tất cả bác. Thì có sơ qua thì mỗi vế của nó sẽ chạy là 4 con tụ nha. Đấy, 4 tụ. Rồi hàng thì bác nhìn cực kỳ là chắc và đẹp nha. Còn mới tinh như thế này. Các con rơi sứ còn tinh luôn. Rồi sexy, cho nên là những cái dây nhỏ như này thì còn cực kỳ là đẹp và mới. Tăng phô nguồn đồng chắc, rất là tắt nha. Với hai thiết kế là hai quạt to xung quanh, phía sau
để làm tán phần tán nhiệt cho cái mặt cái bo công suất nhôm này. Hàng cực kỳ là chất lượng nha bác nha. Đấy. Và cũng lâu. Quá đẹp luôn nha bác. Bác nào sở hữu con Audio American Audio này thì liên hệ với Hùng nha. Giá con này hiện tại thì bên em đang cân đối với giá là 15.500.000, giá bên em đã bao ship cho tất cả bác. Và giờ thì em xin mời tất cả bác chúng ta cùng lắng nghe chất âm của chiếc đáy Audio American này. Dòng này là dòng thương hiệu của Mỹ nha bác nha, xuất sang thị trường Nhật, chạy điện là 100V. Đó. Công suất rất là lớn, công suất lên đến là 4.800W. Em sẽ kết nối dây và cũng như là mời tất cả bác chúng ta cùng lắng nghe chất âm của sản phẩm. Rồi, relay nhảy rất cực kỳ là nhanh luôn nha bác nha. Một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lai đò. Chuyến đò chiều em đưa sang sông, anh thầm thương cô gái lai đò. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lớn anh ở bên bồi. Câu đời câu chờ đôi ta thương nhau, trên dòng sông im bóng chẳng thề. Một câu vì anh trao, nửa câu vì em thương. Hù sẵn hù khoái mỗi chạc mặn, thương anh rồi nhớ đời nghe anh. Cứ chiều về cánh có lối bên sông, cô lái đò xưa nay chờ người ta. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về. Năm tháng đời chờ mong, rằng anh nọ về bên em. Ôi câu vì anh trao, mùa xuân anh trở lại. Em sang sông lấy chồng, bỏ mặc bến đò xưa, quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi. Nắng chiều về sao xiêu gọi trắng lên, tiếng hò gọi em cô lái đò ngày ấy.
anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ, trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau, anh trở về tìm lại đó xưa. Ok các bác nhé. Đấy. Và giá là 15.500.000. Bác nào chốt sản phẩm American Audio V4000 Plus thì liên hệ Quốc Hùng qua số điện thoại trên tấm biển màn hình. Em xin chào và hẹn lại tất cả các bác những video lần sau nha.